Chiều nay, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh tích cực mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phát huy vai trò của lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, thực hiện đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, hoàn thành việc cấp căn cước công dân đối với 100% công dân đủ điều kiện và triển khai các biện pháp bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. 6 tháng đầu năm, lực lượng công an tỉnh đã xác minh, giải quyết 626 tin báo tố giác về an ninh trật tự, khởi tố điều tra 556 vụ với 951 bị can, trong đó án về trật tự xã hội khởi tố 136 vụ, 214 bị can, án về trật tự quản lý kinh tế chức vụ, tham nhũng khởi tố 47 vụ, 77 bị can, bắt vận động đầu thú, thanh loại 32 đối tượng truy nã. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá toàn diện những mặt công tác đã đạt được, phân tích chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế thiếu sót và đề ra những phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và thành tích lực lượng công an toàn tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí khẳng định những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí mong muốn thời gian tới, công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án số 06 tăng cường quản lý phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, triển khai xây dựng trụ sở, trang cấp quân trang, phương tiện thiết bị cho lực lượng công an xã, thị trấn phục vụ công tác. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã trao cờ thi đua của Chính phủ tặng Công an thành phố Hưng Yên là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.